nay em kiếm mồi bán cho anh, nhưng mà anh không hay là em kiếm mồi gì cho anh. Mồi gì đây mà em làm anh thế? Anh thấy cái gì? Đũa. Rồi, anh nghe chưa? Anh nghe chưa? Anh nghe rồi, nghe tiếng rồi. Bữa nay anh sẽ có mồi bán nữa. Rồi, trời ơi, lá đủ gì nó gác đến gì. Ôi đâu, là mèn em ơi. Hết biết con chuột nó ngon rồi. Chuột hết biết con chuột bự luôn. Anh thấy linh nghiệm không? Linh nghiệm. Vợ chồng Tuấn miền Tây xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay thì em cùng bà xã em đi lên vuông tiếp tục với công việc đi thu hoạch cua tôm cả nhà ơi. Ngày mới em xin chúc cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn đông đầy yêu thương cả nhà nhé. Em chào cả nhà đi em. Em chào cả nhà nha. Giờ em chuyển camera về phía xa quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Hôm nay anh giao cho em ra tay em thăm gặp cua trước ha. Em ra tay là cái gì cũng dính hết trơn không? Cái gì cũng dính trơn à? Chừng nào tới thăm lú là giao anh nha. Phân chia rõ ràng rồi nha. Ồ, cái chai bự hết chứ. Cái chai nó lụm về bán bông bóng được đó. Bơi đi lụm đồ mũ luôn à? Đi lụm đồ mũ về bán bông bóng. Trường hợp không có cua tôm chơi lụm đồ mũ luôn, cái này chơi lớn nè. À. Chơi lớn à. Giao cho em đi thăm gặp cua mà em thăm không có thì anh nằm em anh đi tắm luôn cho rồi đi. Trời lúc đó em còn sướng nữa. Sướng. Em bơi tới gặp cua em bơi đâu vậy? Gặp cua. Trời, mới vô quên điểm hết trơn ta. Nó thử lòng anh hả? Anh muốn dính con cua gì? Anh muốn dính con cua gạch. Gạch, trời ơi, gạch. Không có gạch luôn hả? Không có gạch mà không có nhất luôn. Vậy là có gì, có nhì vậy? Hôm nay chơi bời kỳ quá rồi. Ngồi im nghe, em chạy nha. Rồi, cho em bay luôn nè. Có khi nào em ngồi đó em không bơi mà em vận công chiếc xuồng nó đi không? Hả? Bây giờ nó quay hướng nào em sẽ chơi hướng nấy. Em dành sự bất ngờ cho anh nè. Dành sự bất ngờ không? Bất ngờ cho anh nè. Ngày hôm anh ngủ em lén lén em đi anh đâu hay đâu. Làm gì em? Thì chừng nào tới đi rồi em sẽ cho anh hay. Một cái sự bất ngờ nữa hả? Một cái sự bất ngờ. Gió này chắc là kiếm mồi gì cho anh đây. Bữa nay em kiếm mồi bán cho anh, nhưng mà anh không hay là em kiếm mồi gì cho anh. Mồi gì đây mà em làm thế? Anh thấy cái gì? Đũa. Rồi. Anh nghe chưa? Anh nghe rồi, nghe tiếng rồi. Bữa nay anh sẽ có mồi bán nữa. Rồi, trời ơi, lá đủ gì nó gác đến gì. Ôi là mèn em ơi. Hết biết con chuột nó ngon rồi. Chuột hết biết con chuột bự luôn. Anh thấy linh nghiệm không? Linh nghiệm. Em đi đặt mà em đâu có cho anh hay đâu. Chơi đi đặt không cho anh hay luôn ta? Cho anh hay đâu, dành sự bất ngờ cho anh mà. Bữa nay anh lại có mồi ngon nữa. Bữa nay anh có mồi bén nữa rồi. Bởi vì anh thương em nhất là cái lúc này nè. Một chút nữa cái em mua cho anh mà vài lon bia một cái nữa ha. Em làm một món chuột thìa cho anh rồi. Nhức nách luôn. Anh uống mấy lon bia vô anh lân lân rồi lúc đó em thủ đi. Em thủ đi. Em làm bộ em chạy xe em đi chợ em đâu ở nhà đâu anh. Em có cái tài, anh thấy có cái tài đặt gài gặp chuột ghê chưa? Quá xá là ghê luôn. Lo lót cho em cái gì đi, em chìm nghề cho. Cái này phải con gà với xì rượu chứ không đường nào nữa. Gà chỉ rủ đêm chìm nghề cho anh. Sát chuột rồi em đặt ở đâu nó cũng dính hết trơn anh. Ra đây. Đâu nhóng lên anh coi cái. Mắc cỡ quá. Mắc cỡ hả? Cỡ quá. Ở cảnh gừng này mình muốn kiếm đồ ăn thì nó quá dễ hay không? Quá dễ, hai chồng ra đảo đảo một chút nữa. Cá cũng có nè, bà khía cũng có nè, chuột nè, tôm nè, gì cũng có. Trời ơi. Trời ơi gì?
nó bật lại rồi nó gịch cái chuột cái gập của em kìa. Nó gịch cái chuột của em luôn hả? Kìa. Trời đi, ơi. Đi. Cái gập này. Nó lâu thì sao mà lật ngửa lật nghiêng nó trơn rồi anh. Hôm em đặt nhiều gập không? Em đặt anh em đâu nói với anh chi anh. Cũng dành sự bất ngờ nữa hả? Dành sự bất ngờ cho anh chị đó. Trời ơi cái này. Để nó ra ta nó ăn hết trơn mồi mà. Trời bắt ơi. Bắt cái cây này luôn. Ôi nó xèo nè anh ơi. Ồ vậy nó ra em ơi. Nó là gịch thông xuống mương là mai nữa nè. Chút nữa xuống đít đầu đít gì nó lộn lên hết trơn luôn kỉnh. Trời trời vô đồ nữa ha. Em thọc cái dầm qua đây nè, em nãy mấy đây nè nó mới qua. Ép mạnh lại. Có ai làm gì mày đâu. Mạnh lên nữa. Qua bữa rồi đó. Nó ăn cái thịt hết trơn rồi còn chỉ có cái mu không ba khía thôi. Còn cái mu là nó không ăn. Còn cái mu cứng quá nó vừa lại nè. Chuột này nó khôn ghê. Tức gì đâu, đáng lẽ là cái gặp đó của em nó dính này đó anh. Đâu phải là tại em gầy dở đâu hả? Không phải tại em gầy dở đâu. Kiến vàng hay gì em? Kiến vàng. Cái mồi em giám bộ em đặt cái này tình hình này với cái anh Nghi đó, em quên hay gì vậy? Có cây em làm dấu, có cây gấp quá em không có làm dấu. Nhưng mà em cũng nhớ anh ơi, nó vô con dính con chuột còn nó làm em cũng thấy nè. Bơi gần nó nghe tiếng nó kêu không? Bơi gần em cũng thấy kiếm nó chứ. Nghe kêu tiếng nó. Có gặp cua là chắc lội. Chắc không? Chắc lội là cái cục phao trà bá nện nè, không sót được. Cá còi nguyên. Có lính đi theo. Hậu tấn. Lúc này kiếm cua cực quá vậy em. Này kiếm con cua chắc chắc luộc ăn cũng cực. Cái cây đước này nó cao em ơi. Cây đước này là đốn nha, than một cái nha. Hầm cái tới than luôn hả? Hầm cái là tới luôn. Ở đây giờ này mát ha anh. Vì cây đước nó cao quá, nó ve ra trơn, nó ve lên mất ngự. Cả nhà ơi, vô lên. Có khi cái này em dở dính cua gạch cua nhất vô nha. Cua gạch hả? Cua gạch hả? Gạch. Ê, bắt. Ô, đựng cá bóng luôn em ơi. Đã vậy? Hả? Cua mà nó dính con cá bóng. Để đây để nó dãy cái văng ra ngoài. Cũng có một món ăn em. Món ăn. Em để đây cho nó lóc từ nó xuống anh. Đựng cá bóng nó ú nu luôn. Cái này giống ai mà nó ú dữ vậy? Giống ai à? Cái đó sao em đặt gần mép quá vậy? Dời ra đó luôn hả? Dời ra đó đi. Đó là cái phộng. Anh chắc ăn là anh được con chuột với con cá rồi đó. Ừ đúng rồi. Chắc ăn rồi. Chó nữa không biết chứ chắc ăn là con chuột với con cá rồi đó. Ôi dính con gì nè bự quá. Dính hả em? Bự quá. Ngon lành. Con bắp giò vậy đó. Dữ gì? Ừ. Ôi ơi con này. Ôi chơi bờ gì xấu quá vậy trời. Cái gì em? Nó sập vào mà cái gặp em đó. Nó nằm nghiêng hết trơn rồi nè.
Sấy nữa em. Sấy, ôi nó chơi gì nó nằm như vậy nè. Trời trời tức rồi đó nghe. Hai cái sấy à. Nó sụp đây mà nó nằm ngang không. Giờ nó hướng này vậy, nó chơi hướng này luôn nè. Em muốn chơi hướng nào để em chơi đi. Chơi hướng này luôn. Em thấy dây mặt qua đây đừng em qua. Em nhìn cái dấu của em chứ. Phải nhìn cái dấu mới được chứ không coi lạc hả? Để rồi em sốt hết rồi. Em mà lọt tới gần nước mũi Cà Mau là em ruồng sanh tử luôn ha em. Ruồng sanh tử à. Ủa em nhớ nhớ là chỗ này có con cái mà ta. Không có dấu thì chắc ăn là không có rồi. Thử lòng anh chơi. Còn gặp cua nữa kìa ở đó thử lòng. Trời ơi. Bữa nay chơi anh hoài em. Đây tới cái mùa trái đước em coi trái đước cỡ này nè. Đó. Trái đước này hình như hôm lúc trước em nghe người ta có mua nè, có không anh? Có em. Nó mua ta trồng gừng á. Lụm mình bán được rồi đó. Lụm mình bán được rồi. Nhóc hết trơn, lụm biết nhiêu đó. Ký cũng đâu 5 ngàn hay gì đó chứ. Ta mua ta trồng gừng á. Ngày lụm chỉ kiếm chừng 100 ký thôi. Cũng được 5 xị hả? Tiền thu nhập anh. Nghe tằng hắn cái này là nghi rồi đó. Cái chiêu tằng hắn này là quá quen thuộc đối với anh mà. Anh thấy không anh ơi. Trời ơi em đặt cái gặp cái em bẻ dấu cỡ đó đây không. Trời ơi có cái bẻ có cái em cũng quên rồi cái gấp quá em không có làm dấu. Không chừng trời trời anh ơi là anh ơi. Nó đã. Ôi là mẹ con chuột này. Bít gặp luôn rồi em ơi. Ôi nó dài mà nó uốn rồi nè. Quá đã rồi, quá đã rồi. Hết biết con chuột nó ngon rồi. Trời ơi nó nhảy. Rồi đây được con chuột nè. Đây em được hai con rồi đó, đó nha. Hai con, đây con nữa. Đó, đó, đó. Ồ quá đã. Bốn trái mà em được hai con rồi đó nha. Đó, cái nào dính mình để theo dính. Em hay lắm chứ bộ à. Ờ. Hai cái này tại nó xảy rồi chứ không thôi à. Chứ đâu phải đại tại em đặt dở thôi hả? Phải em đặt dở đâu giờ em phong thủy lại nữa là em dây đưa đít đi trước. Cái đầu bơi sao. Nó ép 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 ép. Nó kêu bằng thịt tao đi, bằng thịt tao đi. Nó kêu vậy luôn. Ờ nó ép ép. Đó giờ tới nó è rồi kìa. Chút nữa mày sẽ thấy cái cảnh của mày với tao. Nó ép rồi đổi lại nó è luôn. Ép ép ép. Mình không có tiền cua rồi thì giờ mình thả đi trang trải mình thấy đi kiếm bắt chuột đồ đến chiều mình làm món ăn chứ đỡ tốn kém tiền hoa tốn kém tiền đồ ăn nữa đúng không anh đúng quá xá là đúng luôn anh quá xá là đúng rồi em hay lắm em ơi. Sao rồi bữa ồ tự nhiên cái anh khen em hay chi vậy chơi bờ gì bây giờ ôi là mẹ còn ba khía cái nữa anh ơi ôi ôi ba khía này nó trứng nè, không ôi anh thấy trứng đó chưa ừ con ba khía trứng hả à, thiệt chứ đó cũng có món ăn nữa đây ba khía để theo đây đi trời ba khía đó, theo ba khía à bên đó hồi mình để chuột theo hộ tống đi mà có đàn em ở trên hậu tống nè đi thăm mà yêu cầu mà nó dính là cái là mình cái cảm giác nó khó tả cái bằng ghê luôn nó bực bội luôn hay gì tả, tả không được luôn tả không được luôn nó sưng sướng gì đâu còn nó không dính rồi cái mặt gan như là khỉ ngớt nhăn nát. Ôi ôi cây đước này nó cao em ơi.
Ôi ơi. Cua như anh thấy tình hình này hình như hiu đó nha. Tình hình này hiu rồi, cua hiu rồi. Ở đây hang hang chủ quá xá nhiều nè. Hang đó hang chủ vô giò nó nhấp chân. Ừ, hang chủ là nó khích hang vậy đó. Ôi kệ, mình không có cua nó không dính bây giờ. Em bơi em gán em kiếm thêm chừng 3-4 con chuột nữa coi. Lỡ nó dính 5-6 con thì sao? 5-6 con thì mừng. À, cái con ba khía nó sao? Nó vô hang rồi. Tính thục ba khía thêm hay gì em? Không đứa ăn. Không đứa ăn thục thì giờ ba khía nữa. Ồ, cái gặp này nó vô nó ăn hết mồi luôn rồi mà nó không sạch. Vậy là em sập cho nó đi. Đâu đi mua đây. Cái bọc. Ăn hết mồi luôn rồi mà nó không sạch. Chắc ăn là bữa nay có mồi vậy. Chắc ăn không? Chắc ăn. Em bơi đâu vậy? Em móc móc ở đây cái em mới bơi ra được chứ. Cái cây nè. Dướng. Em bơi lên cạn luôn rồi. Thử lòng thử có ai nói mình bơi tùm bậy không mà bị nói vậy thôi bơi trở lại. Bị nói em bơi trở lại đi hả? Em bơi trở lại chứ anh không nói thì em bơi luôn rồi mà anh hỏi em bơi đâu vậy thì em quay trở lại. Già rồi lẩm cẩm rồi đặt ở đâu cũng nhớ. Già lẩm cẩm. Bơi rồi, rồi bên hoài. Có quên gì quên cũng đừng quên anh nghe. Quên hoài, bơi ngược chiều hoài. Đây. Cô gạch đây. Kỳ thiệt là kỳ. Coi vô con đây cả nhà ơi, em phong thủy một cái coi. Nãy giờ hai ba cái bước nghe rồi. Quay chiều lại em phong thủy cái cho dính con chuột coi. Em có cái chiều phong thủy lợi hại lắm phải không? Có chiều phong thủy em lại chơi. Rồi anh thấy cái lời em đặt rồi đó. Thấy chưa? Thấy. Bây giờ anh thấy nhánh cây của em. Đúng rồi. Anh thấy nhánh cây trước của em rồi. Gì mà lo mò cũng đi đặt gặp nữa. Đây đặt cho anh kiếm mồi cho anh chứ. Để anh không có mồi bét nghiệp anh. Ôi chiếc này sao em đặt gì đâu mà kỳ vậy ta? Xảy ra gì em? Nó sụp xuống vậy nè anh mà nó không có con dính. Cái gì? Ôi kìa bờ gì bữa nay không im rồi. Để em còn một hàng khủng ở dưới nữa kìa đấy. Bơi xuống tới đây là có hàng khủng của em trên cây nè. Bữa nay xảy cũng mấy cái rồi đó nha. Bữa nay ba cái rồi đó, nó sập xuống hết trơn mà nó. Chắc nó bự nó mạnh quá nó nó tung ra nữa em. Yếu anh. Tông kêu ra ngã ngang nữa ơi trời. Cái gì mà ngã ngang? Ô kỳ vậy? Sao mà kỳ vậy? Cái này sập không em? Hả? Sập không? Sập rồi mà nó ngã ngang luôn, còn cái mu nữa nè. Ủa kỳ vậy? Ôi chiều nay về phong thủy lại mới được. Tức nghe. Còn nhiều mà em. Ngoài gừng mà chuột thiếu gì. Anh ơi. Mình tức với anh thà nó không có sập mình không tức mà nó vô. Nó ăn hết màu của mình rồi mà nó sập rồi mà nó vẫn ra được. Tới chiều đổi tay anh gài cho. Anh gài phải không? Ừ. Anh gài anh cũng làm dấu y như em này em thăm nha. Ừ. Anh gài là mỗi phát cho em coi. Không có cho anh đi thăm à.
phát không đó hay là nó